Alo, alo các bạn, chào cả những ai nhìn thấy Lisa nhá. Sáng hôm nay không đi đâu, ở nhà lên đây chơi. Chào các bạn. Năm mới, năm Tết Tết Tây đã qua và Tết ta sắp tới. Xin chúc mọi người được vui vẻ và đón năm mới được bình an. nhìn thấy Lisa rõ không, và tiếng nói có ok không các bạn ơi? Chúc các bạn năm mới Tết ta sắp tới nhá, đón một năm mới thật vui vẻ và bình an. Đi gặp nhiều may mắn, tiền vào như nước, tiền ra giỏ giọt bữa nay trông phì nhiêu à? Phì nhiêu lâu rồi, đâu phải bây giờ mới phì nhiêu đâu. Chào Phương Nguyên, chào em nhé. Lâu lắm rồi không không lên đây chơi. Hôm nay rảnh rỗi, mới lại hôm qua đi xả có xem một cái clip của cái thằng nào á, nó lên nó đi ra sân bay, xong rồi nó đánh, nó chửi người ta tại vì người ta không cho nó lên sân bay, à vào máy bay, nó bị muộn. Thì Lê Sả thấy nó bực mình quá, xem mấy cái đấy cho nên Lê Sả muốn vào đây chia sẻ vài câu. Lê Sả cũng có một lần đi một tiểu bang khác, không ở, ở Úc này này, đi sang tiểu bang khác chơi. Thì Lê Sả có mua một cái vé thì đi vào buổi sáng sớm lắm. Nó nói là 5 giờ sáng là mình phải ra, là máy bay cất cánh. Thì trong vé máy bay á thì nó nói Lê Sả phải đến trước 3 tiếng để check in. Thì Linh Sả mới mới tại vì bà chị dâu mình lại ngại, bà ấy dậy sớm quá, 5 giờ sáng mà, từ 5 giờ sáng mà trước đó mấy tiếng là mình phải dậy từ 1 giờ rồi. Mình cũng khó, mình cũng ngại ngại quá, thôi mình để cho bà ấy ngủ thêm đi, xong rồi đến còn có hơn tiếng nữa bắt đầu mình mới chạy ra. Thì bà mới ngủ dậy, thế là mới đưa mình ra sân bay. Thế đưa ra sân bay thì mình mới cầm vé vào mình check in. Thì tại mình xuyên tiểu bang mà cho nên mình cũng không có gửi hành lý. Thế mình chỉ có vào check in xong đi vào, thì cái đi cái lối đó thì mấy cái con nhân viên á nó bảo mày phải ra chỗ kia. Mày phải ra chỗ kia mày check in. Thế mình mới đi ra chỗ kia, mình mới ra đúng hãng mình check in. Đi vào nó bảo là mày bị chậm rồi, không không được vào nữa. Mà cái con nhân viên khác thì nó lại bảo mình ra đó, mà trong khi mình xếp hàng đứng một lúc rồi, xong rồi đến nơi xong nó bảo mày phải ra chỗ kia. Thế ra chỗ kia, thế cuối cùng mình phải mua vé lại. Mình mua vé lại thì cũng ngậm ngùi mà mua vé lại để bay chuyến khác thôi. Cho nên hôm qua Lisa xem cái clip đấy, Lisa nhớ lại cái vụ đấy mà Lisa nghĩ rằng người Việt mình nóng tính quá. Tại vì như ở bên này ấy, nếu mà ví dụ như là đi sàn mà làm ầm lên rồi này kia các thứ, nó không thèm nói chuyện với mình đâu, cảnh sát nó đến nó xốc mình ra ngoài ngay lập tức. Nên sao không hiểu là cái thằng đấy nó làm sao mà nó đi nó chửi ý nhân viên đó. Cái người nhân viên ấy người ta chỉ làm theo cái luật pháp thôi, các bạn có nghe thấy Lisa nói không? Thì theo cái luật ở trong cái vé máy bay đấy, đằng sau cái vé máy bay ấy, bao giờ hoặc ở dưới ấy, bao giờ nó cũng có cái luật cho mình đọc hết, được mang bao nhiêu cân, rồi mấy giờ phải đến trước khi máy bay, à check in mấy giờ, tại các bạn có hiểu không? Chào chào Vũ Duy chữ nhé. Các bạn có hiểu rằng rằng là một cái chuyến bay đấy nó không phải là chỉ có một mình
hiểu không? Nó có mấy trăm người cơ. Thế mà mấy trăm người đó thì các bạn thử nghĩ xem, check in á, cân hành lý rồi kiểm tra giấy tờ rồi già rồi soát mỗi một người á, bao nhiêu phút đó. Mà ai cũng nghĩ là đến cái tầm đấy thì đương nhiên là mình bị chậm rồi. Cho nên là trong cái vé máy bay đấy bao giờ người ta cũng nói là mình phải đến check in trước mấy tiếng đồng hồ. Thế nhưng mà ai cũng nghĩ, lần đầu tiên Lisa cũng nghĩ như vậy. Một người lắm cũng đến, đi về Việt Nam, đi Singapore, đi bay qua đường Singapore. Thế Lisa cũng đi, xong rồi đi mấy đứa bạn. Thế hai đứa bạn nó mới trở ra sân bay. Thế xong bắt đầu mình check in xong xuôi rồi. Thế xong mình bảo chứ, thôi còn 15 phút nữa, thôi mình đi ra mình uống cà phê. Tại vì cái đồ của mình check in rồi đấy, thì vé máy bay các thứ người ta ở trong computer người ta đã có cái tên của mình ở trong đấy rồi. Cho nên mình bảo chứ, lần đầu tiên đi mà, mình bảo chứ thôi hãy còn thời gian ra uống cà phê đã, uống cà phê lát nữa nó gọi ầm cái sân bay lên, nó gọi gọi mình cũng không nghe thấy tại vì mày nói chuyện mà. Thế xong có người người ta đi tìm mày làm sao ấy, đang đi thế là người ta hỏi là có phải mày đi, bay chuyến bay đi Singapore không? Bảo đúng rồi, chạy chạy theo tao. Thế là mình phải phải đi chạy mấy cái bà đó. Xong mình bảo xin lỗi tại vì tôi đói quá tôi đi ra ngoài tôi ăn. Xong rồi bà quay lại bà mắng, bà bảo chứ 300 người đợi mày, không có sợ mày bị đói đâu, 300 người đang đợi mày trên máy bay kìa. Thế là người ta chỉ cho cái thời gian đợi bao nhiêu phút thôi thì mình bắt buộc mình phải lên, nếu mà quá rồi ấy, thì trước đó tại vì Lisa đã check in rồi cho nên mà nó mới như thế. Chứ nếu mà mình đến mà máy bay nó không phải là nó đóng cửa một cái là nó bay ngay, hiểu không? Trước đó ví dụ bay 3 giờ thì trước đó bao nhiêu phút ấy, nó đóng cửa là mình không được vào được. Cho nên là khi mà máy bay nó phải đóng cửa rồi nó khởi động rồi nó này kia kiểm tra các thứ, nó khởi động máy rồi này kia nó mới bay được. Rồi nhiều khi Lisa lên Lisa xem mấy cái người ở Việt Nam ở đây hoặc là ở Việt Nam đấy, Lisa không nói người ở Việt Nam tại vì người Việt Nam có thể nhiều khi người ta chưa có đi máy bay nhiều cho nên người ta chưa có hiểu, hoặc cái đấy mình không trách được. Nhưng mà những cái đứa ở bên này đấy nó hay, nó có những đứa nó chưa đi nhiều mà có những đứa nó đi rồi nhưng mà nó thuộc cái dạng phản động ấy, cho nên nó hay kích động vào nhá, các bạn hiểu không? Cho nên nên sàng nghe thấy những cái lời chúng nó nói mình nghe mình ngứa tai quá nên mình muốn lên đây là mình chia sẻ với các bạn về cái kinh nghiệm. Lisa cũng không phải là nào bộ là giỏi gì đâu nhưng mà tại vì mình đã từng từng qua rồi cho nên mình hiểu được. Thế nhiều khi lên trên máy bay thì người ta phải 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 trước khi bay á, người ta phải đóng cửa khởi động máy bay này kia các thứ người ta mới bay được, chứ đâu có phải là chờ các ông các bà rồi á. Mấy người bảo chứ nó chưa bay 3 giờ ví dụ vậy, 3 giờ nó chưa bay mà tại sao không cho tôi vào? Cái đấy không, nó vô lý lắm các bạn hiểu không? No. Tại vì máy bay ở trên, khi mà mình lên máy bay là người ta phải nhân viên người ta phải dạy mình làm sao để thoát hiểm rồi này kia các thứ, cái thời gian đấy nó cũng là bao nhiêu phút rồi. Nó đóng cửa rồi nó khởi động rồi nó kiểm tra này kia các thứ chứ có phải trèo lên máy bay một cái này như xe bác là mình trèo lên một cái là bắt đầu mình đi ngay đâu. Thế cái thứ hai nữa là tại sao mà những cái người cứ nói là tôi bị delay, delay là bị chậm cái chuyến bay đấy, máy bay cứ suốt ngày bị chậm. Các bạn thân mến, máy bay bị chậm người ta không bay. Đôi khi mình cũng phải hiểu một điều rằng á, máy bay chứ nó không phải là xe bus mà nó có sẵn cái đường nó đi là cứ thế đi thôi. Đôi khi thời tiết hay là một cái gì đó nó trục trặc mình không thể bay được thì cái đấy là một cái sự an toàn. Hầu như lần nào Lisa đi cũng phải delay, cũng phải bị chậm máy bay hay là như thế nào đó thì cái đó là cái sự an toàn cho khách hàng.
chứ không phải là mình cứ đi ra sân bay rồi mình cứ đúng giờ là bay, đúng giờ bay, cái gió bão rồi này kia. Mọi người thử nghĩ xem là cái thời tiết bây giờ nó thay đổi như thế nào, lúc nó như thế này, lúc nó như thế kia, đúng không? Cho nên là khi mà người ta có mấy trăm hành khách, nó thì nó khiến chạy cho mà thì giống như là nó không phải là cái xe 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 hơi ở ngoài kia nó có sẵn đường cho mình đi, đường ở ngoài kia đôi khi cũng tắc, chứ đừng nói máy bay. Thời tiết đó, nó thay đổi liên tục cho nên mình không có thể là mình biết được, cho nên nhiều khi á, delay ngồi như là cái bọn ăn mày ở sân bay á, Lisa hay đi á, nào cũng vậy, cũng phải 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 ngồi đợi 1 2 tiếng là chuyện bình thường đó. Cho nên là cái chuyện đấy là các bạn Lisa muốn chia sẻ với các bạn, những người mà chưa đi máy bay hoặc là giống như là đi nhưng mà chưa, người ta chưa gặp những cái trường hợp như như thế, thì phải hiểu được rằng máy bay và xe bus nó khác nhau lắm, nó khác nhau hoàn toàn cơ. Chỗ nhà em nó cái gì, nó bảo đó là cái gì, chó nhà em nó bảo đó là thằng ba que đó. Con chó nó thấy mình ngồi đây mình cứ nói mà không biết nói với ai, cho nên là nó bảo sao đang nói với ai đấy. Thế, cho nên là nhiều khi mình vào mình xem á, mình thấy nhiều cái những cái thằng nó làm như thế ở sân bay, xong rồi á nhiều người này còn hùa vào này, còn nói là nó này cái kia, mà nó sao thấy cái thằng đấy nó tát cái cô nhân viên một cái, nói thật chứ ở đây á mà động một người nó cái á, nó xúc mình đi ngay á, đừng có bố láo bố tuét. Nhiều khi á, những cái các bạn, những cái đứa mà nó phản động hay là những cái người gì á, đôi khi á, phải cần phải phải suy nghĩ, mỗi một trường hợp xảy ra mình cũng cần phải suy nghĩ, vì biết rằng trong những cái sân bay hay bất cứ nơi nào cũng có người làm sai, không có phải là hoàn toàn, là như Sà đã nói là ở trên đời này không có cái gì tuyệt đối cả, chỉ có tương đối thôi, đúng không? Cho nên là mình phải 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 suy nghĩ, dùng cái đầu để mình suy nghĩ. Đi máy bay chứ đâu phải đi xe xe hơi xe bát đâu, xe hơi xe bát nhiều khi mình còn hết xăng rồi, còn đường còn tắc huống gì máy bay. Máy bay người ta chậm trễ đôi khi không phải là do người ta muốn là như vậy, thời tiết này rồi máy bay đôi khi miễn nó phải an toàn thì người ta mới bay được chứ đó. Nên Sà cũng đã từng bị đi máy bay mà tại Úc này chứ không phải ở Việt Nam đâu, đi đã phải mua vé lại nhá. Còn cái hãng Asia Asia nó là hãng bay về Á Châu. Các bạn có biết rằng đi mà chỉ chậm có mấy phút thôi, mình có người bạn đi đấy, mua vé cả cả nhà mấy ngàn đồng bay về Việt Nam hay bay đi đâu ấy đại khái vậy, chỉ chậm có mấy phút thôi nó bắt cả nhà mua vé lại nhá. Nên trong cái vé đấy nó đã có cái luật của nó rồi, luật làm sao cái vé mình mua rẻ, mình muốn đi rẻ mà, cho nên là nó nhiều cái nó không không có bảo đảm đâu. Chẳng hạn như là trên máy bay không không có được ăn này đó, nếu mình muốn ăn á mình phải đặt để nó làm cho mình ăn đấy, mình phải mua, mình phải bỏ tiền ra mua đồ ăn. Rồi trong cái vé đấy mình không để ý rằng mình phải đóng thuế nữa, thì đến cái lúc ra sân bay ấy, là mình lại phải đóng thuế. Cho nhiều cái các bạn đi bất cứ nơi nào các bạn nên để ý kỹ cái vé đấy, ở trong đấy nó nói cái gì đó. Cho nên là trước khi mà mình chửi cái người nào đó thì mình phải biết chắc 100% là mình đúng, chứ đây đi ra đó chậm quá cái giờ đó người ta không cho mình vào mình cũng tức thật, chỉ còn mấy phút thôi mà nó đóng cửa, kể cả 1 phút, ví dụ như là 10 giờ 10 phút máy bay nó đóng cửa, mình có đến 10 giờ 9 phút nó cũng không cho mình vào nữa rồi, tại vì máy bay nó đóng cửa rồi, nó làm sao nó cho mình vào được nữa, không biết nó cho mình đến nơi người ta đã khởi động cơ rồi, bây giờ lại 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 mở cửa cho mình vào à.
Cái đấy nó rất là vô lý, cho nên chúng ta nhiều người á nên tìm hiểu và lên giống như là mua hay làm bất cứ một cái gì mình phải đọc cho thật kỹ những cái quy luật ở trong cái vé máy bay, hoặc bất cứ một cái chuyện gì không riêng gì là mình đi máy bay cả, cái gì nó cũng có luật, luật pháp đi đường hay là bất cứ cái gì. Lý giải thấy nên trên internet á, xem nhiều ấy, một cái chuyện đánh nhau như thế mà mấy trăm người vào xem, xong mấy trăm người chửi cái cô nhân viên ấy, thật là tội nghiệp cho người ta. Người ta cũng chỉ làm ở đấy thôi chứ người ta đâu có phải là người lái máy bay đâu, bảo là mà muốn lên là mở cửa đâu, đúng không? Cho nên là Lisa nhìn thấy cái chuyện như vậy thì muốn chia sẻ với các bạn vài câu. Với lại cái vụ mà bộ là đi ra biểu tình cái gì đấy, Lisa không biết sông Hồng sông Hiếc thì biểu tình, Lisa cũng thấy nó sao Việt Nam sướng nhỉ. Cái gì cũng cũng được ra hết, hò ra hết, rồi ra biểu tình rồi này kia cái thứ. Như nhà Lisa ấy, đằng trước người ta đang làm ấy, người ta đang đào hết đất lên rồi kìa đấy, thì Lisa không có quyền được nói cái gì hết. Người ta làm là cái chuyện của người ta, của cái chính phủ này. Còn cái từ cái bờ rào nhà Lisa đấy vào trong nhà thì Lisa có quyền làm cái gì làm, mà đôi khi á trồng cây trồng kiếp á nó còn bắt là phải đúng cái cách của nó đó, rồi hàng rào hàng riết, chứ đâu phải mình muốn làm cái trò gì mình làm ở ngoài trước cửa nhà mình đâu đó. Đấy, từ cái hàng rào ra ngoài kia á, ra ngoài đường á là của chính phủ đó. Còn đất mình cũng chỉ là thuê để mà xây cái nhà này lên thôi. Tại vì năm nào mình cũng phải đóng tiền tiền thuế đất mà. Thì cái đất này là đất thuê, cống rãnh các thứ, rồi tiền nọ tiền kia là mình phải 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 đóng hết. Đó, cái đất này không phải đất của mình, mà đất của chính phủ. Mình được quyền làm nhà lên trên cái mảnh đất này. Và năm nào mình cũng phải đóng thuế, đóng cho hết đời, đóng cho muôn thuở luôn. Cái nhà thì mình mua mình trả đứt, nhưng mình trả hết tiền đi chăng nữa, nhưng cái đất á nó là muôn thuở không bao giờ mình trả xong được. Thế tại sao mình phải trả? Bởi vì cái đất này không phải của mình. Các bạn phải hiểu vậy. Thế hơn nữa đi ra ngoài kia ấy, chính phủ người ta xây người ta làm cái gì ấy là người ta làm, người ta chỉ cho mình biết là ồ chúng tao làm như vậy đấy. Đó. Đó là trên đấy cái bộ luật ở trên đấy nó đã có cái quy định, nó đã làm nên như nào để cho mình đi là như nào rồi. Mình đâu có quyền gì mình nói đâu. Kể cả đấy đằng trước nhà cửa nhà lên sàn này, ngoài cái hàng rào thôi. Có một cái ông không biết lên sàn đã kể chuyện trên này chưa? Ông mới dọn nhà thì ông mua hai cái máy hút bụi, à mua một cái máy hút bụi mới. Ông mới mang về, nhưng mà ông mang cái máy hút bụi cũ, ông tính là ông vứt đi, ông để ngoài cửa đấy, có nghĩa là ngoài cái hàng rào là đất là của nhà nước rồi, không phải của nhà mình nữa đúng không? Thế là ông mới tính là ông vứt cái máy cũ của ông đi, máy hút bụi, nhưng mà không ngờ ông quên, ông đi ông vứt cái máy mới của ông ra ngoài cửa đó. Ông vứt cái máy máy của ông là mấy trăm đồng á, cái máy máy đắt tiền lắm. Thì có một người người ta mới đi qua, người ta mới thấy vứt ở ngoài đấy thì người ta mới nhặt đó. Người ta mới nhặt, người ta đem về, thì cái ông kia ông mới quay ra ông mà chết rồi, ông bị mất cái ông quên mất, ông đi ông vứt cái máy hút bụi mới của ông đi. Cuối cùng á ông mới báo là cái ông đó, ông bắt cái người kia là phải trả lại cho ông ấy cái máy hút bụi đó. Nhưng mà ông kia ông bảo ông nhặt mà ông đâu có ăn cắp đâu. Nhưng mà thực tế thì là nên ra tòa thì nó nói thế này, cái đất đấy không phải là đất của tư của ai hết, cái đồ bất cứ cái gì để ở bên ngoài đó là của chính phủ, cho nên cái ông đó ông lấy cái đồ đấy cũng là lấy của nhà nước, cũng là thành giống như ăn cắp, cho nên là phải trả lại cho cái ông kia cái máy đó. Cho nên hoặc là những cái cỏ cái gì ở ngoài cửa nhà lý giả này đâu có được động đến đâu nữa. Rồi hàng năm mình vẫn phải đóng tiền này, tiền rác, tiền tiền cống rãnh này kia các thứ, mà mình đâu có quyền gì đâu. Ngay như trong nhà mình thôi, mình cũng không được làm cái gì hết.
nếu như mà không hỏi hỏi chính quyền đó. Các bạn phải hiểu như thế, cho nên là Lisa thấy ở Việt Nam vui nhỉ, động một tí là ra biểu tình cái nọ cái kia loạn hết cả lên. Ở bên này á biểu tình kiểu lấy nó đập chết. Ok, Lisa có vài lời chia sẻ thế cho năm mới mở hàng. Nói chuyện với các bạn vài câu cho vui và chúc tất cả mọi người sang năm mới được mọi sự như ý nhá. Ok, bye bye. Đất là tài sản của quốc gia chỉ cấp sử dụng nhưng thuế là phải đóng. Đúng rồi, đúng đó, chính xác là như vậy. Nhưng mà Lisa muốn nói thêm, nhưng mà tại vì nhiều người ở Việt Nam nói thẳng một câu là cái sự hiểu biết của họ người ta chưa biết, cho nên cái bọn ba que hay là những cái bọn mất dạy á, nó hay lợi dụng vào những cái đó để nó kích động những cái người người ta không chưa hiểu biết á, thì nó dễ nó, cho nên Việt Nam là hay bị cái như thế. Cho nên là bởi vậy cho nên Lisa muốn là nhân cơ hội này thì mình biết cái gì thì mình nên nên mình chia sẻ cho mọi người để có thể là hiểu thêm về cái xã hội bên ngoài nó như thế nào, rồi đúng không, thì đi máy bay hay là như thế nào cũng là một cái luật của quốc tế chứ không phải riêng gì của Việt Nam đâu, ở đâu cũng vậy mà ở đâu cũng phải giống nhau như vậy, thì cái luật pháp nó là như vậy rồi, trên máy bay nó phải ghi như thế như thế như thế, thì ai bất cứ ai đi máy bay cũng phải như vậy. Đó là gần như là về về cái luật pháp của quốc tế rồi, các bạn hiểu không? Nên nên xài rảnh rỗi thì chia sẻ với mọi người ai nghe được thì nghe. Ok, thank you, bye bye.